Hello, xin chào. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video vui, tiếp tục mê series khám phá bên trong có gì. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem bên trong một chiếc camera sử dụng dây có những gì. Thì ở đây mình đang có 3 con camera, một loại là camera trụ chuyên lắp ngoài trời và hai con là camera tròn, hai con camera lắp trong nhà. Con camera trụ này là của Kitcapper, một loại của camera. Con tròn này là của camera PetX đấy, và một loại nữa là của camera Zoco đấy. Thì đầu tiên mình sẽ mổ phẫu thuật trước con camera PetX trước. Ok, thì mình làm video này chỉ chủ yếu mục đích vui để cho các bạn xem là cấu tạo bên trong của một chiếc camera có những gì đấy, thì chứ không mang tính chất là kỹ thuật hay là chỉ dạy gì cả. Thì đây là một con camera PetX trong nhà, thì nó là một tròn, thì cái loại này thường nó có vỏ, nhưng mình tháo cái vỏ rồi mình lấy cái nõi của nó thôi đấy. Thì về camera thì bao giờ nó cũng có một số bộ phận, như mình chỉ qua các bạn, như là đây cái vỏ camera này, các cái bóng trắng này đó là các bóng hồng ngoại, mặt giữa nó là kính thu nhận, hệ thống ống kính thu nhận của camera, và đây nó là cảm biến cảm biến ánh sáng để bật tắt hồng ngoại đấy, cảm biến quang ấy. Thì với những cái con tròn như này thì chúng ta tháo bằng cách xoắn tròn, ở đây nó có cái đường khe này, các bạn chỉ cần tháo xoắn thôi. Ok, đây nó là cái nắp của con cam này để bảo vệ cái hệ thống ống kính cảm biến bên trong. Thì đây các bạn nhìn rõ, đây nó là các bóng cảm biến hồng ngoại của con camera này, đây là hệ ống kính và đây là hệ thống ống kính và đây là hệ thống cảm biến quang để bật tắt cái hồng ngoại này. Phải có cái cảm biến này thì hồng ngoại nó mới biết đâu lúc nào ban ngày, lúc nào ban đêm đấy. Thì tiếp theo mình sẽ tháo tiếp ra, đây nó có bốn ốc, ba con, một con, hai con, ba con. Đấy, sau khi tháo ba con này chúng ta chỉ cần tháo gỡ ra. Ok, đây các bạn nhìn, khi chúng ta tháo ra thì chúng ta nhìn thấy bên dưới nó là hệ thống kính của con cam này, hệ thống thấu kính, và bên dưới này nó là hệ thống main chính của con cam, đây mình tháo tiếp ra xem nó có những gì. Đây mình có thể tháo cái này gỡ ra được, chúng ta có thể rời ra. Đây, tháo tiếp đây. Những con cam này đều là cam analog và là cam sử dụng dây, chứ không phải là loại cam không dây. Đấy, cam này thì sử dụng rất nhiều trên thị trường. Thì cấu tạo của những con cam đời mới bây giờ nó đa phần nó cũng thế đấy. Đây mình sẽ zoom gần lại cho các bạn. Đây là hệ thống thấu kính của con camera này. Đấy, bên trong được chốt bằng những cái trụ. Đây, mình tháo lốt ra xem nó có cái gì bên trong. Ok, đây là hệ thống main chính của con camera này. Đấy, cấu tạo của một con camera rất đơn giản, các bạn có thể nhìn qua. Đây, bảng đèn hồng ngoại cộng với cảm biến quang, hệ thống thấu kính và main bo mạch chính điều khiển. Main này chúng ta có thể tháo ra được bằng chốt. Đây, cái này ở đây nó có các chốt này, các bạn chỉ cần gỡ ra nó sẽ ra thôi. Ok, đây, chúng ta có tháo rồi ra. Đấy, thì cấu tạo về một chiếc con camera
trong nhà loại tròn của Penix. Đơn giản cấu tạo chỉ có thế thôi. Đấy, đây là một. Ngoài ra như mình vừa bảo thì đây mình còn có một số con, một con tròn nữa. Đấy, loại tròn này thì nó là cam của Joko. Thì loại này cấu tạo của nó nhìn nó khá là dị. Đây làm đầy đủ con cam Joko nhé. Đấy, thì với con cam này thì chúng tháo, chúng ta cũng phẳng theo chiều ngực kim hồ tháo ra. Đấy các bạn nhìn, bọn này nhìn nó gần như là nó không có bản hồng ngoại là. Thì đây nó có hai cái vít này, chúng ta phải tháo ra. Cấu tạo của con cam Joko này nó còn đơn giản hơn cả cái dòng Panic. Cái này tháo khá là khó tháo. Đây, ở đây còn một cái ốc nữa. Ok, thì bên trong đây là bên trong con cam Joko, thì ngay bên trong con cam này nó có hai cái ốc. Đây chúng ta chỉ có hai cái ốc dìa đấy, và ngay bên cạnh này nó cũng có một con ốc dìa nữa. Đấy, chúng ta tháo luôn con ốc dìa ra là có thể tháo được con cam này ra. Đấy chúng ta, đấy cấu tạo của con cam Joko nó còn đơn giản, nó không có nhiều bóng hồng ngoại như các con như con cam Penix kia. Đấy, đấy bây giờ mình tháo tiếp rồi. Ngay bên dìa này nó có các con ốc vít cố định này, mình tháo lốt ra. Ok. Đây. Đây. Đấy, các bạn thấy hệ thống thấu kính và main điều khiển của cái con cam Joko này nó đi liền với nhau. Đấy, nó không rời ra như các như cái con Panic vừa lên mình tháo. Đấy, mình tháo tiếp xem là mình có thể xem mình có thể tháo tiếp được cái gì không. Từ hai bộ phận này thì nó được nó hàn liền vào với nhau rồi nên chúng ta không thể tháo được nữa. Đấy. Tiếp theo đấy là con cam, một con cam nữa mình giới thiệu các bạn, đây là con cam ngoài trời Capper. Đây là một con loại chuyên lắp ngoài trời chống mưa chống nắng. Nó khác với cái loại trong nhà là nó có thể chống mưa chống nắng, cho nên là nó phân biệt là loại trong nhà và ngoài trời. Đấy thì con cam ngoài trời này thì các bạn nhìn đây nó là cảm biến hồng ngoại. Đây là hồng ngoại, đây là cảm biến quang và đây là hệ thống thấu kính để bắt hình ảnh. Đấy, muốn tháo cái con camera này thì đây đằng trước nó có hai ốc, chúng ta được tháo ra. Cái thì nắp vào thì nó khó thôi chứ còn tháo ra thì đơn giản thôi. Có cái gì tháo được thì chúng ta cứ tháo hết ra. Phá mà, tháo là phá mà. Ok. Đấy, đây là lắp chém này. Đấy. Mình xem mà nó còn cái tháo kiểu gì không. Nó chỉ có hai ốc đằng trước. Ở đây, ở dưới này nó có hệ thống ba ốc. Đây chúng ta phải tháo hết ba cái ốc ở mặt dưới này thì mới tách cái này làm đôi được. Camera thì các bạn chỉ cần tháo bằng tô vít bốn cạnh bình thường thôi, còn không cần tô vít gì cao siêu cả. Ok, đây các bạn nhìn cấu tạo của một con camera này cũng rất đơn giản thôi. Hệ thống thấu kính nằm ở bên trên main
main điều khiển thứ nhất và main điều khiển thứ hai. Main trên này main điều khiển này, main dưới này là main nguồn này, main nguồn. Đây mình xem còn tháo được cái gì ra nữa không. Đấy, chúng ta còn tháo nó bằng vỏ. Một cái camera thì thường thì bên trong cấu tạo nó không có gì, nhưng mà nó lại phải làm to để rút tản nhiệt tốt cho camera, tránh camera bị nóng. Đây, đây bên trong cấu tạo dưới con camera Casper này nó khá khác so với hai con camera ngoài trời kia. Đấy, nó được cấu tạo, nó lại có được cấu tạo dàn trải dọc theo cái vỏ của con cam. Đấy, thì đây mình sẽ tháo lốt cái main điều khiển của nó ra. Ok, ok, đây chúng ta cởi ra xem. Đây là thấu kính, cụm thấu kính. Về cụm thấu kính của con này thì nó cũng khá giống với cái con cam Panic kia. Rồi, tháo lốt ra. Ở đây nó vít bằng tất cả mấy cái ốc luôn. Chúng ta có thể tháo ra nó đơn giản bình thường. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn về kiểu dáng camera, mấy hãng khác camera nó khác nhau, nhưng mà về nói chung là về hệ thống thấu kính của lốt thì cũng gần như là như nhau. Đây là hệ thống thấu kính của camera này. Đây, 1, 2 con, 3 con, gần như là như nhau cả. Đấy. Thì về con đấu phần nguồn này thì là đơn cấu tạo của bảng main này nó cũng đơn giản, nó không có gì phức tạp cả. Chúng ta đây chúng ta có thể tháo được nó ra bằng các rắc. Ok, đây nó còn mình tháo tiếp nốt cái này ra đây. Mình sẽ tháo không có cái gì dính vào cái gì nữa. Mình sẽ tháo hết những cái gì có thể tháo cho bọn xem. Cái vít này hơi bị xít rồi. Cái này là nó cố định cái bảng main, hai cái bảng main gần nhau thôi chứ không có gì đặc sắc cả. Đây, bọn xem. Ok. Ok xong. Thì đây mình đã tháo hết toàn bộ các con camera ra. Thì về nói chung cấu tạo của con camera thì nó chỉ thường một là bộ phận, đó là vỏ. Vỏ của nó. Thứ hai đó là hệ thống thấu kính hồng ngoại. Đấy, gồm các đèn hồng ngoại và mặt cảm biến quang để bật tắt hồng ngoại. Và tiếp theo đó là hệ thống thấu kính. Thấu kính của con camera, hệ thống thấu kính là hệ thống chính của camera. Thì độ nét của camera dựa vào cái hệ thống thấu kính này, chất lượng có tốt hay không. Đấy. Hôm nay mình làm video là chủ yếu cho các bạn biết tò mò bên trong của chiếc camera có những gì. Đấy, nếu các bạn thấy video hay, xin vui lòng like và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.